Năm nay mình không ăn Tết ở Sài Gòn cho nên cũng không muốn bỏ ra quá nhiều tiền để trang trí. Tuy nhiên mình vẫn muốn làm cái gì đó nhẹ nhẹ cho nó có không khí Tết. Cái gì vừa rẻ, vừa tiện, vừa có thể tái sử dụng. Mà mấy cái đó không có kiếm ở đâu dễ bằng lên Shopee hết á. Đầu tiên là một cái bàn tròn có thể tiện di chuyển khắp nhà để mình làm clip unbox. Nhưng mà cho phép mình lướt nhanh cái phần lắp ráp cái bàn nha. Tại vì cái mà mình thật sự muốn khoe là cái bình hoa này nè. Này là nguyên một combo luôn, tại vì mình thật sự không có thời gian á. Bình bông này thì có một cái lõi thủy tinh nhỏ như thế này thôi, còn bên ngoài thì làm bằng kim loại. Còn mấy cái cành bông này á thì làm bằng nhựa nha. Cái bình bông phối màu đỏ và màu vàng kim á trông xịn thật sự luôn. Mình chỉ cắm đại thôi, không có khéo tay lắm. Mấy cái cành quạt này á thì để thấp thấp xuống ở đằng sau. Cái đỏ đỏ này thì tên là cành đào đông. Các bạn nhớ dùng tay bẻ bẻ cho nó xum xuê ra nha. Xong rồi mình cắm ở phía trước và cắm cao hơn cái quạt là được. Tổng thể nhìn sẽ rất là ổn luôn á. Chỉ còn hơn 15 ngày nữa là đến Tết rồi đó. Nhưng mà các bạn dù bận rộn đến đâu cũng hãy nhớ Shopee sale Tết ngày 15 tháng 1 nha. Tranh thủ kiếm mấy cái món đồ hay ho để trang trí nhà của mình. Còn tận dụng được cơ hội trúng xe hơi cực xịn và miễn phí vận chuyển. Chỉ cần có hoa đỏ và mấy cái liễn treo thì các bạn thấy nhà mình đã có một chút xíu không khí Tết rồi đó. Sắm gì đón Tết, clip này sẽ nói về những cái bánh xà phòng mùi già nha. Có lẽ do mình ở miền Nam á cho nên mình không có biết cái phong tục này. Ở miền Bắc á thì phổ biến cái việc mà xông Tết hơn. Đó là lý do mà người ta gọi cái này là mùi Tết. Để tránh nhầm lẫn á thì mình giải thích một chút là cái cây mùi già hay là cây rau mùi trong miền Nam còn gọi là cây ngò rí. Hèn chi khi mình mở cái bánh xà phòng ra nghe cái mùi nó hơi quen quen. Dành cho những bạn nào chưa biết gì về phong tục này hoặc là bận rộn quá không thể tự tay nấu được một nồi nước xong thì mình có sản phẩm xà bông sinh dược mùi Tết này. Bên này là hợp tác xã sinh dược rất là hot với những cái bánh xà bông vụn mà mọi người hay mua. Mình nên dùng kèm xà bông với cái bao lưới này á thì nó sẽ cho ra nhiều bọt hơn. Lúc dùng á thì mình thấy cái chất bọt nó ra như là kem vậy đó. Rửa xong á thì trên tay của mình sẽ có cảm giác mịn nhưng mà nó hơi khô nha. Tuy nhiên cái mùi thơm á thì lưu lại rất là lâu và cái mùi nó cũng thư giãn và dễ chịu nữa. Và nó có đến 10 thiết kế bao bì khác nhau đến từ 3.000 ạt. Do mình muốn sưu tầm cho nên mình lấy hết cả 10 loại bao bì luôn. Chứ thực ra bên trong thì chỉ có một loại xà bông mùi Tết thôi nha. Nếu như các bạn chưa từng chơi nến thơm thì mình khuyên là không nên nha. Vì lỡ chơi rồi sẽ bị ghiền á. Hôm nay mình unbox cái máy này tên là máy đốt sáp và xông tinh dầu 2 trong 1. Tuy vậy trong phần mô tả sản phẩm mình thấy hãng giới thiệu đến 3 cách sử dụng lận. Cách thứ hai thì mình thấy hơi vô dụng. Nhưng mà cách đầu tiên là cách mà mình thích nhất. Thì trong 3 loại sáp thơm, đèn cầy và tinh dầu thì sáp thơm là rẻ nhất, lại rất là phổ biến và cực kỳ dễ xài. Cho một cái căn phòng làm việc bé bé thì mình sẽ dùng 2 viên như vậy. Cái đèn này nó không nóng lắm đâu, đủ để làm sáp chảy nhưng mà tay mình đụng vô thì không có bị phỏng. Để cảm nhận được hương thơm rõ nhất á thì các bạn cứ ra ngoài, sau đó thì mở cửa phòng bước vào. Mình để sáp nóng và thơm một thời gian, nhưng lúc sáp còn lỏng á thì mình sẽ cho một ít nước ấm vào, rồi cứ để cho nó đông lại tự nhiên thì lúc này các bạn sẽ lấy ra khỏi đĩa rất là dễ. Sau khi đã có kha khá các hũ nến thơm ngốn của mình khá nhiều tiền thì bây giờ chắc mình sẽ chuyển qua sử dụng và sưu tầm sáp thơm. Có rất là nhiều sự lựa chọn và cách xài cũng thú vị nữa. Quan trọng là nó rẻ hơn một mớ luôn á. Thì cả đèn đốt sáp và sáp thơm mình đều dùng của hãng Yankee Candle. Hãng này thì quá nổi tiếng rồi và họ có gian hàng chính hãng trên Lazada luôn. Mike ơi, có em. Làm việc thôi. Đèn và máy lạnh đã được bật. Chúc cô Châu làm việc vui vẻ. Sau một thời gian làm quen với tất cả những câu lệnh của Maika thì cái khiến mình tò mò và muốn khám phá nhất á là chức năng ngôi nhà thông minh. Những cái thiết bị và phụ kiện mà mình sử dụng trong clip này á cũng hoàn toàn là của thương hiệu Việt Nam luôn. Bao gồm cảm biến hồng ngoại nè, phích cắm thông minh, ngoài ra còn có một cái ổ cắm điện thông minh của rạng đông nữa. Thú thật là mình đã thấy những cái sản phẩm thông minh này khá là lâu rồi đó, nhưng chưa bao giờ mình nghĩ là sử dụng nó lại thú vị và thuận tiện như vậy. Cách cài đặt thì cũng cực kỳ dễ dàng, chỉ cần qua một cái app Smart Light thôi. Mình là con gái mà còn cảm thấy cài mấy cái này dễ lắm luôn á, có mấy bước là xong à. Cài xong thì các bạn có thể sử dụng được riêng lẻ dạ, như vậy. Mở máy lạnh. Yêu cầu của bạn đã được thực hiện. Mike ơi. Dạ. Tắt ổ cắm dài. Mình đã thực hiện yêu cầu của bạn. Nhưng mà thú vị hơn là các bạn có thể thiết lập một cái kịch bản cho Maika. Tức là chỉ cần một câu lệnh là bạn đã có thể yêu cầu Maika làm rất nhiều chuyện. Rồi còn tự thiết lập câu phản hồi nữa. Như là ở đầu clip các bạn có thấy đó. Giờ mình coi lại lần Maika nữa ơi. Nha. Em nghe. Đi ngủ thôi. Maika đã giúp Châu tắt đèn và máy lạnh. Hãy ngủ ngon nhé. Tới này cả gia đình sum họp với nhau mà có thêm một cái bé cưng Maika như vậy nữa. Cả gia đình có thể cùng nhau trải nghiệm những cái tính năng này. Mình thì vẫn đang tiếp tục nghiên cứu nè. Nhưng mà mọi người hãy giúp mình sáng tạo thêm những cái kịch bản ngôi nhà thông minh được không?